À, với con rúi ma đảo Thái Lan thì nó mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất so với những dòng còn lại. Dạ. Như trang trại nhà tôi đã chăn nuôi và cũng rất nhiều những bà con đã đồng hành với trang trại để chăn nuôi nhiều năm nay thì nó đều mang lại cái hiệu quả kinh tế nó tương đồng nhau, nó xem nhau. Dạ. Đấy. Tối thiểu là nó cũng đạt tầm 12 đến 15 triệu trên một nái một năm. Dạ. Đến là trừ tất cả các loại chi phí đi rồi. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Như quý bà con cũng đã biết, Làm Giàu Cùng Chuyên Gia là kênh chuyên tìm hiểu, chia sẻ và kết nối bà con đến những mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả cao trên cả nước. Và hiện nay thì một giống vật nuôi đang có giá trị rất là cao ngoài thị trường cũng như được đông đảo bà con quan tâm và cũng gửi rất là nhiều câu hỏi về cho chương trình trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Đó chính là con rúi má đào Thái Lan. Và hôm nay thì để giúp bà con kết nối đến một mô hình chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng như đang có một mô hình lớn nhất tại khu vực miền Bắc, thì chúng tôi xin phép được kết nối bà con gặp gỡ chú Toan là người với nhiều năm kinh nghiệm cũng như đang rất là phát triển và thành công trong lĩnh vực này ạ. Cháu chào chú Toan ạ. Chào cháu. Chú Toan ơi, chú có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là về cái mô hình con rúi má đào Thái Lan này của chú được không ạ? Vâng, xin kính chào các bà con. Tôi xin giới thiệu với bà con, tôi là Toan. Hiện nay thì tôi là người đã có duyên và chăn nuôi thành công giống rúi ma đào Thái Lan năm nay là 17 năm rồi. Dạ. Và như trên thị trường hiện nay cũng xin chia sẻ để bà con nắm bắt được thêm về cái giống rúi. Dạ. Trên thị trường hiện nay là như tôi là người chăn nuôi thì tôi đang phân ra là 4 loại rúi. Thứ nhất là giống rúi ma đào thì nó có loại là ma đào của Thái Lan và ma đào của Lào. Dạ. Giống thứ hai là giống rúi mốc, thì mốc nó có dòng mốc đại của Trung Quốc và dòng rúi mốc của Việt Nam, hay là người ta còn gọi là rúi mốc ta. Dạ. Đấy. Thế như để chăn nuôi mà cái giống có hiệu quả kinh tế tốt hơn nhất thì như trang trại nhà tôi đang chăn nuôi là hai dòng, đó là má đào là tôi chăn dòng má đào của Thái Lan và dòng rúi mốc là tôi chăn nuôi dòng rúi mốc của Trung Quốc. Dạ. Thưa chú Toan, thì như cũng như chú vừa chia sẻ với bà con là hiện tại thì với 4 cái dòng rúi hiện nay trên thị trường thì chú quyết định là lựa chọn phát triển hai dòng rúi, đấy là rúi má đào Thái Lan và rúi mốc đại Trung Quốc. Vậy thì với riêng con rúi má đào Thái Lan thì như hiện nay thì bà con mình cũng đang rất là quan tâm và muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái giống vật nuôi này, thì chú có thể chia sẻ giúp bà con được biết là so với 4 dòng rúi và so với những cái vật nuôi khác hiện nay mà bà con đã quá là quen thuộc với bà con mình như là con lợn, con gà hay con trâu, con bò, thì cái dòng rúi má đào Thái Lan này thì nó có ưu điểm gì vượt trội hơn so với những cái giống vật nuôi khác ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với chương trình, chia sẻ với bà con để bà con khi bắt tay vào chăn nuôi cái dòng rúi này sẽ có cái sự lựa chọn là tốt nhất cho mình khi bắt tay vào chăn nuôi. Thứ nhất là nếu như so sánh giữa 4 dòng rúi với nhau thì hiện tại bây giờ là không riêng gì trang trại của tôi mà có rất nhiều bà con đã chăn nuôi đồng hành cùng với trang trại là rất là nhiều năm rồi đều vẫn có cái định hướng là chăn nuôi dòng rúi ma đào Thái Lan vẫn là nhiều hơn là cơ bản. Dạ. Đấy. Bởi vì là đặc tính cái dòng rúi Thái Lan nó có những cái yếu tố nó vượt trội. Thứ nhất là cái trọng lượng nó rất là to. Dạ. Đấy. Tối đa nó đạt khoảng 5 cân trên 5 cân một con. Và cái thứ hai là về cái mức độ sinh sản thì dòng rúi ma đào Thái Lan nó sinh sản là tương đối là sai, có nghĩa là mình tính chia trung bình trên một lứa sinh sản thì tối thiểu cũng đạt là khoảng 5 con trên một lứa. Dạ. Đấy, nó vượt trội cả về vấn đề sinh sản, vượt trội cả về cái vấn đề trọng lượng, chính vì vậy là nó mang lại cái hiệu quả kinh tế tốt hơn so với những giống rúi còn lại. Dạ. Chính vì vậy là hiện nay là không riêng về trang trại mà nhiều bà con chăn nuôi là vẫn đang định hướng vào làm cái giống rúi ma đào Thái Lan nó tốt hơn và nhiều người chăn nuôi hơn. Dạ. Chú Toan ơi, vậy thì về cái hiệu quả kinh tế thì nó là cao hơn so với những dòng rúi khác, đúng thì rồi, cũng sẽ là cao hơn so với những cái giống vật nuôi thông thường, vì hiện nay thì cái giá trị rúi thương phẩm ngoài thị trường thì đối với con rúi ma đào Thái Lan này thì nó đang đâu đấy là hơn 1 triệu trên 1 kg đúng không ạ? Vậy thì về cái kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc nó thì nó có khó khăn hơn so với những cái dòng rúi khác không chú? Với cái giống rúi ma đào Thái Lan khi chăn nuôi thì tất cả về kỹ thuật, về mọi cái thì nó tương tự, nó cũng tương đồng so với những dòng giống rúi còn lại. Dạ. Đấy, so với giống rúi ma đào cũng thế. Dạ. So với giống rúi mốc cũng vậy. Nhưng mà có cái khác biệt là đối với cái dòng rúi mốc mà gọi là mốc ta, mốc Việt Nam ấy. Dạ. Thì nó là cái dòng nuôi khó nhất bây giờ. Có nghĩa là nó chưa được thuần chủng nhiều. Nó dạ, dòng hoang dã. Dạ. Chính vì vậy là những bà con mà chăn nuôi mà chọn những cái con giống mà nó không phải là dòng thuần chủng, nó là giống hoang dã thì chăn nuôi nó sẽ gặp những cái khó khăn hơn là so với cái dòng thuần chủng. Dạ.
Như ở đây thì cháu đang thấy là công nhân của trang trại chú Toan thì đang xử lý quét dọn chuồng trại đúng không ạ? Vậy thì cái công việc này thì mình có cần phải làm hàng ngày không chú? Cơ bản là cái thời gian để mình dọn dẹp cái vệ sinh chuồng nó có hai yếu tố nó sẽ quyết định vấn đề là thời gian. Yếu tố thứ nhất là ở đây là có những cái ô chuồng nhốt tập trung. Dạ. Thì vậy nếu như mình nhốt nhiều con rúi thì cái thời gian có thể khoảng là 5 ngày hoặc 1 tuần. Dạ. Còn nếu mình nhốt ít thì có thể là tới 10 ngày hoặc nửa tháng mình phải dọn một lần. Dạ. Đó. Và hai nữa là trong cái kỹ thuật dọn chuồng này thì cũng xin chia sẻ để bà con nắm bắt được là mình dọn là mình không dọn sạch hết. Dạ. Vẫn phải để lại những cái phân của nó. Cái phân nó thực ra khi nó tan ra nó rất giống như mùn cưa. Dạ. Và những cái tre, cái thức ăn nó tước ra để nó cuốn ổ, đặc biệt là về mùa đông thì dạ, nó cần phải để lại một chút để cho nó nằm. Dạ. Đấy. Và hai, một cái điều nữa là cái kỹ thuật nằm chuồng như nhìn ở đây thì gần như là hiện nay là tôi cũng đã được chứng kiến và được xem trên một số video của một số bà con đã làm chuồng là mình lại nên làm cái sàn nó cao nhưng trên khỏi mặt đất. Dạ. Cái việc này thực tế là nó không thích nghi tốt cho cái con rúi của mình, vì bản thân con rúi cái môi trường sống của nó còn đào hang nó chui xuống đất. Dạ. Đấy, vậy là bây mình làm cho nó ở lên cao thì nó không thực tế, không phù hợp, so với cái môi trường ạ, phù hợp với bản thân nó. Dạ. Đấy, đó là những cái mà khi bà con xây dựng chuồng trại, ghép chuồng là cần lưu ý. À, bởi vì làm như thế nó không phù hợp. Cái dạ, thứ hai nó lại gây thêm cái chi phí đầu tư lãng phí. Dạ. Đấy, bởi vì làm như vậy là cần phải hàn những cái khung sắt để nâng cái sàn chuồng lên, nó rất là lãng phí mà nó không hiệu quả. Dạ. Đây là những cái mà bà con làm chuồng cần lưu ý là nó không cần thiết thì mình không cần phải làm như vậy. Dạ. À, như ở đây thì cháu thấy chuồng của chú Toan thì cũng rất là đơn giản thôi, mình dùng gạch mình ghép lại thành những ô chuồng thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Dạ. À, như vậy thì bà con mình trong chăn nuôi thì khi mà chăn nuôi con rúi này thì cái chi phí chuồng trại của mình cũng rất thấp đúng không chú Toan? À, với cái chi phí chuồng trại thì cơ bản là rất nhiều bà con khi mới bắt tay vào nuôi ấy, thì là bà con tận dụng được những cái chuồng có sẵn. Dạ. Ví dụ như chuồng lợn hoặc chuồng gà mà ngày xưa mình chăn nuôi, bây giờ mình không chăn nuôi nữa, bà con tận dụng những cái đó. Đấy là mình không phải bỏ, bà con không phải bỏ cái tiền chi phí xây dựng trại. Dạ. Còn chuồng thì mình mua những cái viên gạch như thế này. Dạ. Mình về mình mua cái keo silicone mình gắn. Đấy, cái kỹ thuật gắn chuồng như nào thì bà con mà quan tâm đến đây để tham quan học hỏi thì tôi sẽ trực tiếp cho bà con làm trực tiếp để bà con có thể là làm nhìn thực tế là làm được ngay. Dạ. Đấy. Đương nhiên là về cái chi phí thì mỗi một viên gạch như trên thị trường bây giờ là mình mua những cái viên gạch gọi là gạch thải thôi. Dạ. Chứ mình không cần mua cái gạch đắt tiền. Dạ. Nó chỉ rơi vào đâu đấy khoảng 10 đến 12 nghìn một viên. Dạ. Đấy, và một cái ô chuồng nhốt tập trung thì mất khoảng độ 6 viên trên một chuồng. Còn ô chuồng mà sinh sản mỗi con nó sinh sản một ô thì là mất 4 viên trên một chuồng. Dạ. Nó chỉ rơi vào 4 hoặc 50 nghìn đồng là đã được một ô chuồng rồi. Dạ. Như vậy thì chi phí so với những cái giống vật nuôi khác hiện nay thì nó tốn rất là ít. Vậy chú Toan ơi, với bà con là người mới thì khi mà bà con bắt tay vào chăn nuôi cái con rúi Mã Đào Thái Lan này thì điều mà bà con cần lưu ý nhất là điều gì vậy ạ? Khi bà con chăn nuôi dòng rúi Mã Đào Thái Lan thì cái mà bà con cần lưu ý nhất đó là cái tuyển chọn con giống, mua. Dạ. Con giống. Dạ. Bởi vì hiện nay là có một số mà bà con chưa có kinh nghiệm, chưa có kỹ thuật mua giống rúi Mã Đào, nó vẫn đều là rúi Mã Đào cả. Dạ. Nhưng có thể là sẽ mua nhầm phải cái dòng rúi của Lào. Dạ. Nuôi cũng không sao cả, nó vẫn phát triển sinh sản bình thường thôi. Nhưng về cái hiệu quả kinh tế nó sẽ bị kém hơn so với cái giống rúi Thái Lan rất là nhiều. Dạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là độ tuổi con giống. Thì độ tuổi con giống thì mỗi một độ tuổi nó đều có cái giá trị riêng của nó. Ví dụ như bắt cái loại khoảng độ 3 đến 5 tháng tuổi thì cái giá trị của nó là gì? Mình sẽ cùng một cái số vốn đầu tư thì cái con giống mình sẽ mua được nhiều. Dạ. Nhưng cái ngược lại mà cái nhược điểm của nó là mình nuôi cái thời gian rất lâu nó mới trưởng thành. Dạ. Đấy. Hoặc là đối với cái dòng rúi gọi là giống rúi giò hoặc là mình còn gọi là giống rúi hậu bị ấy. Dạ. Thì cái thời gian nuôi nó không lâu như cái loại 3 hoặc 5 tháng. Thế nhưng mà để đạt được cái chất lượng tốt nhất thì mình vẫn chưa qua cái khâu tuyển chọn để nó sinh sản. Dạ. Đấy, đấy là những cái nhược điểm dòng rúi bé. Còn cái như cái dòng rúi mà đã trưởng thành rồi, rúi nó đã sinh sản một lứa hoặc hai lứa thì cái ưu điểm của nó là mình nuôi một thời gian rất ngắn thôi, khoảng độ 3 tháng thôi là mình đã có rúi con. Dạ. Nhưng cái đầu tư cho loại giống này thì giá nó lại cao hơn. Nó cao hơn có thể là gấp 2 lần, gần gấp 2 lần so với những cái dòng rúi bé. Dạ. Thì đây là những cái mà con nào nó cũng có cái giá trị riêng của nó. Thì khi bà con chọn giống thì bà con sẽ quyết định là loại nào nó phù hợp với bản thân mình thì bà con chọn loại giống đấy. Và phải tìm hiểu thật kỹ về cái loại giống rúi, không để mua nhầm. Dạ. Thì là cái hiệu quả nó sẽ tránh những cái rủi ro cho mình.
Dạ, cháu sẽ hiểu theo ý mà chú Toan vừa chia sẻ. Đấy là để mà giải quyết được tất cả những cái lưu ý, những cái khó khăn mà ban đầu những bà con mình mà bắt tay vào chăn nuôi là người mới mà gặp phải. Đó là bà con mình sẽ phải lựa chọn được những trang trại uy tín, những ông chủ tốt, có tâm và sẽ hướng dẫn mình tận tình, và sẽ giải quyết được tất cả những cái khâu mà như chú Toan vừa chia sẻ, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, chú Toan ơi, như hiện tại thì như đối với con dứa mát đào Thái Lan này, thì khi mà cung cấp con giống cho bà con thì mình có cần phải cung cấp giấy tờ hay là mình có những cái hỗ trợ chính sách gì để giúp bà con chăn nuôi không chú? Với những cái chính sách để hỗ trợ cho bà con thì là cái chính sách đầu tiên, đó là phải hỗ trợ về những cái kỹ thuật cơ bản cho bà con. Dạ. Bà con nắm bắt được đã thì về chăn nuôi nó mới dễ. Dạ. Cái thứ hai đó là về giấy tờ, thì tất cả là mình phải cung cấp đầy đủ giấy tờ về pháp lý, hợp đồng. Như nhà chú là hợp đồng đều mang hai tính chất. Cái việc đầu tiên đó là hợp đồng đảm bảo về chất lượng con giống cho bà con trước. Dạ. Sau đó đến hợp đồng bao tiêu về cái hàng thương phẩm sau này bà con chăn nuôi có cái đầu ra. Dạ. Đấy, đấy là những cái mà trang trại luôn mong muốn là được gắn kết với bà con khi bà con chăn nuôi. Dạ. Và về như chú cũng biết thì hiện nay thì như đối với những cái con vật nuôi thông thường, mà cái điều mà bà con băn khoăn và lo lắng nhất chính là vấn đề là đầu ra. Thì như hiện tại thì bên trang trại mình thì với một cái con vật nuôi giá trị như thế này, và mình cũng đã có một mình đã có mặt rất là lâu trên thị trường rồi, thì khi mà bà con bắt tay vào chăn nuôi thì chú có hỗ trợ bà con về bao tiêu không chú? Đấy, như vừa rồi là tôi cũng đã chia sẻ là khi trang trại mà đã đồng hành với bà con thì đều có hai cái hợp đồng, và tôi cũng đã chia sẻ rồi. Dạ. Hợp đồng thứ nhất là đảm bảo chất lượng con giống cho bà con, hợp đồng thứ hai là hợp đồng bao tiêu sau này bà con chăn nuôi có cái đầu ra. Dạ. Vậy thì như bao tiêu thì mình có giấy tờ, cái thời gian bao tiêu của mình thì nó trong khoảng thời gian bao lâu ạ, và nó có đảm bảo để cho bà con mình chăn nuôi không chú? Trong cái hợp đồng bao tiêu thì trang trại vẫn đăng ký cho bà con thời gian là 5 năm một. Đấy. Và với cái giá bao tiêu hiện tại bây giờ là nó đang 850.000 trên 1 kg đối. Dạ. Với dòng dúi ma đà. Đấy là trong 5 năm đầu tiên đúng không ạ? Khi mà hết 5 năm thì bà con tìm được đầu ra thì có thể là dừng hợp đồng. Dạ. Nếu bà con mà vẫn liên kết với trang trại, vẫn tiếp tục mở rộng đàn thì trang trại luôn sẵn sàng lại ký hợp đồng tiếp với bà con. Dạ. Khi mà bắt đầu tham quan cái mô hình trang trại chăn nuôi của chú Toan thì chú Toan có nhắc đến một cái ưu điểm rất là lớn của cái con dúi ma đào Thái Lan này, đó chính là cái hiệu quả kinh tế của nó so với những cái giống dúi khác, cũng như là so với những cái giống vật nuôi thông thường hiện nay của bà con, thì cái hiệu quả kinh tế mà nó mang lại rất là cao, và so với 4 loại dúi thì nó là loại mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Vậy thì chú có thể giúp cho bà con là tìm hiểu kỹ hơn là nó cao là ở cái mức độ là ví dụ như với mỗi một đầu mẹ sinh sản thì một năm nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cho mình là bao nhiêu không chú? Với con dúi ma đào Thái Lan thì nó mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất so với những dòng còn lại. Dạ. Như trang trại nhà tôi đã chăn nuôi, và cũng rất nhiều những bà con đã đồng hành với trang trại để chăn nuôi nhiều năm nay, thì nó đều mang lại cái hiệu quả kinh tế nó tương đồng nhau, nó xem nhau. Dạ. Đấy, tối thiểu là nó cũng đạt tầm 12 đến 15 triệu trên một nái một năm. Dạ. Đến là trừ tất cả các loại chi phí đi rồi. Dạ. Nếu mà trừ hết tất cả các loại chi phí đi rồi thì cái mức hiệu quả từ 12 đến 15 triệu đồng trên một năm với một con dúi chỉ đâu đấy khoảng 4-5 cân đúng không chú ta? Trung bình nếu như mà mình nuôi thương phẩm thì khoảng độ 10 tháng đến 1 năm mình xuất thịt được. Dạ. Thì nó sẽ đạt khoảng độ 4 cân một con. Dạ. Như vậy là với mức hiệu quả như thế, với một con vật rất là nhỏ bé như thế này, thì đây cũng là một cái điều mà bà con chăn nuôi mình rất là mong muốn, cũng rất là quan tâm hiện nay đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Cháu cũng thay mặt bà con, cũng thay mặt chương trình cảm ơn chú Toan đã có những cái chia sẻ rất là bổ ích trong chương trình hôm nay, và cũng chúc chú sức khỏe và ngày càng chăn nuôi thành công hơn nữa đối với những cái dòng động vật hoang dã này, và có thể là hỗ trợ phát triển mô hình và giúp đỡ thêm nhiều bà con trên đất nước mình sẽ ăn nên làm ra từ cái giống vật nuôi hiệu quả này ạ. Vâng, cũng xin cảm ơn chương trình. Dạ. Xin chào tất cả các bà con. Với cái mong muốn của tôi là tôi là người mà khi mà khó khăn nhất thì lại bắt gặp được với cái mô hình chăn nuôi con dúi này, may nó lại mang lại cái hiệu quả rất tốt. Dạ. Và đến như bây giờ thì tôi lại rất mong muốn là chia sẻ cái mô hình này đến tất cả các bà con cùng đồng hành, cùng chăn nuôi. Chính vì vậy là khi tất cả các bà con muốn chăn nuôi thì nên đến trực tiếp trang trại với tôi. Tôi sẽ là người trực tiếp chia sẻ cho bà con nắm bắt được những cái kỹ thuật, và chia sẻ cho bà con cách hiểu về từng loại giống một. Và hai nữa là đồng hành với bà con khi bà con cần bất kỳ một cái điều gì đó mà bà con chưa hiểu. Dạ. Làm sao mà mong muốn bà con bắt giống về chăn nuôi nó phải đạt được kết quả cao nhất và luôn đi cùng với trang trại.
Dạ. Như vừa rồi thì chú Toan cũng đã có lời mời, thì nếu như bà con quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của chú Toan đang được ghim trên góc màn hình. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.